Vlog chào các bạn nha. Mình làm video mới, đây là con này, con dèo 4 mét các bạn ạ. 6 125 nhá. Khủng chưa các bạn. Đấy, đây đây. Ai thích mua và bán ra này nha. Đấy. Đuôi đỏ các bạn. Đuôi đỏ các bạn nhá. 125 các bạn. Nhìn này. Dèo 4 mét các bạn nhá. Đấy. Là kia. Làm rất mượt các bạn. Miệng gỗ mít các bạn nhá. Một đuôi này. Đuôi đỏ các bạn nhá. Làm tổ bóng các bạn. Đấy các bạn nha. Chào các bạn nha. Các bạn nha, đây con diều sáo đỏ này. Đuôi đỏ các bạn nhé. Đấy, trắng nhé các bạn. Đấy, đang đợi để có người đến để đâm rồi. Bận dây rồi. Đấy, thế con này mấy mét này em? Con này 2m6. 2m6 các bạn ạ, con diều 2m6 nhé. Khu này đang đâm diều rất đông các bạn. Đấy. Đấy. Có con to à? Quá ra anh đâm cho. Đây các bạn nha, con này là 6 to chưa? Con này 4 mét 4 các bạn nha. Trắng ạ. Dải đỏ các bạn. Đấy. Nhìn này. Nha. Bộ sáo khủng các bạn. Nha. Thì là chưa. Giáo khủng chưa. Rất to các bạn nha. Đấy, to. Đấy nha. À, hơn 4 mét các bạn. Em cầm xuống đây nè, cầm xuống đây sang quay. Thì đất thì. Sáu này sáu bao nhiêu rồi em? 6 125 các bạn ạ. Coi chưa? À, dạ, con này kêu phải vang dời luôn. Cả ngõ này để nghe. Đây, bỏ ra xem qua ai đâm phát con này thì xem. Cho nó. Đem ra sân. Úi, để trong này phải đem ra mãi ngoài này các bạn này. Ồ, chưa. Úi. Úi. Đây nhá. Úi. Các bạn xem này. Nhìn đã chưa. Miệng mít các bạn ạ. Con này trong miệng mít các bạn em. Miệng mít đấy các bạn ạ. Úi, đây nhá. Nhìn mẹ vàng ươm nha các bạn nhá. Rất đẹp. Thấy chưa, miệng này. Đấy. Nhìn to chưa? Con này 4 mét 4 các bạn nhé. Màu trắng. Đấy. Đang đợi người để đâm đấy, bây giờ còn lại này phải 4 người, 2 người đâm, 2 người cầm dây các bạn. Đấy. Thấy chưa, to chưa? Có người thì đâm hoát con này lên cho nó kêu cái cho nó sướng. Ôi giời, con này kêu thì nghĩ rồi. Đấy, con này á không. Con này tên Tân Thanh các bạn nhé. Con này ai thích thì cũng liên hệ bán cho đấy. Nhìn này, buộc dây cũng mượt mà lắm các bạn. Buộc các đường dây rất mượt các bạn nhé. Con này đâm nhiều rồi. Đấy. Con này đâm nhiều rồi nhé. Đang đợi người để đâm. Rồi chưa.
này 4m4 các bạn nhá. Các bạn đang đi đâm diều các bạn nhá. Đấy. Đang đi đâm rồi các bạn. À, hơi nắng. Đây nhá, con diều trắng các bạn nhá. Đây này. Đấy, sáo nhìn cũng rất mượt các bạn. Đây nhá. Đấy các bạn ạ, còn ấy nha, không có người ấy cho mình phải cầm vừa đâm nha. Hà Lượng Vlog, Hà Lượng Vlog chào các bạn nhá. Mình bắt đầu đi đâm diều các bạn này. Đấy. Các bạn mình hôm nay làm video mới nhá, các bạn xem xong ấn nút đăng ký ủng hộ mình nhá. Đấy, lên này kia các bạn à. Đấy. Cái u các bạn à. Đấy. To chưa? Mấy con các bạn. Đấy, gió rất to các bạn nhá. Còn đang chờ. Đang chờ dây đấy. Con này màu trắng dải đỏ các bạn. Nên vẫn đang thời tiết nắng quá các bạn. Màu trắng dải đỏ các bạn nhé. Này thời tiết nó đang nắng. Và nhìn nó hơi lé các bạn nhé. Nắng, thời tiết nắng lắm. Đấy. Đó một các bạn. Cứ đu 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 các bạn nhá. Hơi lé rồi bạn. Nắng nó ra nó lé. Đấy, nhìn mờ lắm. Thời tiết nó nắng. Tiết giờ đang nắng các bạn nhé. Đấy, mắc cái xoan này anh em nhá. Đấy. Cơ, cậu này nhá. Đỉnh ngọn xoan thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đỉnh ngọn xoan gì ạ, đỉnh ngọn xoan. Quay qua.